Xin chào các bạn, và bây giờ video clip này xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm kênh điện tử mini với mã sản phẩm là ABTB453, một thương hiệu một sản phẩm của thương hiệu Emput. Xin mời các bạn quan sát xa về vỏ hộp bên ngoài. Ở trên đây có hình ảnh của cân. Đây có mã là ABTB453. Ở đây có ghi rõ là max 100g và D là 0.01g. Bên dưới có một vài thông tin của nhà sản xuất, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui hộp. Bên trong hộp thì chúng ta có một viên pin tròn, một cân và một vài giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Rồi, đây là viên pin cúc áo 3V. Bây giờ chúng ta sẽ khui luôn cái viên pin này để lát nữa bỏ vào cân. Rồi, viên pin đã có sẵn. Đây là sản phẩm chính của chúng ta là cân ABTP Ambush. Bên ngoài cân được bảo quản bởi một cái túi nỉ, túi simili, có cái khắc cái chữ Ambush lên ngoài. Bên ngoài cái túi vải nỉ này thì nó cũng khá mỏng, tuy nhiên này cũng khá chắc chắn, nó bảo vệ được cái cân. Đây là sản phẩm chính của chúng ta, cân được có một lớp siêu dán lên, chúng ta sẽ tiến hành khui lớp siêu đi. Rồi đây, xin mời các bạn quan sát về sản phẩm. Cân được thiết kế dạng lắp gập vỏ sò, thì các bạn khi bạn sử dụng thì các bạn ấn vào đây và mở cân ra. Thì bên trong cân thì có một cái đĩa, đĩa cân. Và đây có hệ thống phím bấm on off, mode và tear. Thì các bạn có thể nhìn trong màn hình đó, có thể thấy được một vài cái đường xước trong đây. Tuy nhiên thì đó chỉ là đường xước của cái lớp ni lông cũ mà thôi. Các bạn có thể, nó giống như gần như một cái lớp siêu vậy. Các bạn có thể dùng cái đây, mình sẽ cố gắng xé cái lớp siêu cho các bạn. Và các bạn thấy được một lớp sáng bóng của cái mặt kính NK của cân này. Các bạn có thể quan sát thêm là ở cái thương hiệu Amput có cái ánh sáng dạ quang. Thì đây có là một trong những đặc điểm mà các bạn phân biệt được hàng thật với hàng không thật và hàng có làm theo cái thương hiệu Amput. Rồi, bên dưới cân thì chúng ta có cụm chữ là Japan Technology. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lắp pin vào. Đây, lắp pin mình đã chuẩn bị sẵn và cho việc là bỏ pin rồi mà thôi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là mở cân lên. Như các bạn thấy là khi